đang nghe điện thoại thì phát hiện mình bị móc túi, đầu cô ấy lập tức nhảy số đưa tay rút lấy cái chìa khóa xe của tên trộm. Bà dụ hắn ta chạy xa cái xe ra một đoạn thì giả bộ ném cái chìa khóa đi, chờ ổng sập bẫy thì quay lại cái xe chuẩn bị chuồn. Trước khi đi bà còn không quên vẫy tay chào tạm biệt để cho người ông anh kia nữa chứ. Chuyện này mà để đồng nghiệp biết được thì chắc ổng bị cười cho thúi mũi, đã không cướp được của người ta thì thôi lại còn bị như này nữa.